Thì vô xin chào mọi người, mình là Tài đây. Thì hôm nay mình sẽ làm về vật nha. Và hôm nay chúng ta sẽ đập boss Hemito. Đã nói thì vậy thôi chứ con này cũng khó thấy bà nội luôn. Thì hôm nay mình sẽ cầm đội hình là như thế này. Mọi người thì nên khuyên, mình khuyên là hai con đầu tiên là con May với lại con Rosalia của mọi người nên SS, và mình sẽ hướng lối đồ luôn. Thì đây mình sẽ hướng lối đồ tạm thời của mình trước. Đây là lối đồ tạm thời nha. Thì chắc chắn mọi người mà đánh ở tầng cao thì chắc chắn là đa phần sẽ có 8 level 81 rồi, nên là sẽ vũ khí 6 sao nhá. Còn nếu mà không và ở level 81 mà là level 80 thì mọi người có thể thay bằng hai cái chấn 5 sao ấy. Còn vết thánh thì vết thánh là như thế này nhá. Rồi. Tiếp theo là về phần đội hình rồi, vết thánh rồi. Và vết thánh mình sẽ hướng dẫn mọi người có vết thánh đội hình với vết thánh chuẩn. Vết thánh chuẩn á thì mọi người nên gắn con gì ạ? Con Lightning Queen này thì nên sẽ có top và mid twin thì gì? Top và mid chin. Boss là boss boss con là con boss là con nè ta, mình quên rồi, đây mình sẽ vô mình thay con boss cho mọi người. Con boss là con boss Newton nha. Rồi, boss Newton rồi. Mình sẽ gắn con boss Newton vào trong kia, vào trong con mây này. Còn top mid là top mid chin. Newton rồi ta. Newton mẹ mình nhớ là nó để đâu đâu đây mà. Nhiều vết thánh quá. Đây nè. Đây Newton, còn top mid là mọi người nên lấy con kia nhá. Mọi người nên lấy con chin. Còn bây giờ mình top mid mình không có gì hết thì mình cứ thay đại vào con này đi. Ở đấy mid thì mình méo biết gì hết, mid thì gắn đại đi. Mình để mình méo biết gắn cái mẹ luôn, thật luôn, mình không biết gắn cái gì cho con này luôn á. Gắn bừa đi, cái đó mượn không gắn được nhá. Rồi đấy, ở con này thì mọi người nên tánh gắn top là Ogier này, mid. Thật ra mid với bot thì mọi người có thể gắn y đúng mình cũng được mà khác mình cũng được nha, mình không cấm. Và con này là con mạnh này, bắt buộc là mọi người có thể cái này, cái top snake spear này mọi người có thể thay bằng top monet. Mid và bot thì mọi người nên lấy Goemon nha. Còn nếu mà không có thì mọi người có thể thay bằng mid mid bãi biển và boss là boss pro nha, sao chổi nha. Rồi chiến thì ở cái đội hình này chúng ta sẽ đánh thật là nhanh, bởi vì sao, muốn đánh muốn mà sơi công muốn sơi điểm cao thì chúng ta phải đánh nhanh, mà muốn đánh nhanh thì sao, mình phải có đồ xịn, mà mình là đồ Sida nên là mình đánh sẽ không điểm cao đâu, mọi người thông cảm giùm mình. Đấy, mọi người thấy điểm mình khá là Sida đấy. Mọi người đừng có chê nha, buồn á. Mình biết là đồ mình Sida rồi. Và bây giờ tới cái giai đoạn này mình chỉ đánh đánh đợi thôi nhá, đánh nhẹ thôi. Đánh nhấp nhẹ, nhẹ cho nó hóa đỏ rồi đấy, nó hóa đỏ rồi kìa. Vì sao, mục đích của việc này là để đánh lấy SP nhá. Mọi người tập ở cái trạng thái hóa đỏ đó, mọi người thì tập trung né với lại đánh luôn. Kết hợp giữa né và đánh thường luôn. Thì cái ở đây cái giai đoạn này là khó nhất này, mọi người phải tập trung né và đánh thường. Thì mình nghĩ là mấy ông cao tay thì mình không muốn nói rồi, chứ mấy ông yếu tay kìa, mình muốn nói là mình muốn nói với ông yếu tay này. À, đấy mình né còn không kịp cơ mà. Rồi ok, tới cái lúc mà nó giơ tay lên và nó gập xuống là nó chuẩn bị nó hóa với trắng lại. Và cũng là thời khắc mà sắp kia luôn, nhưng mà mình sẽ không quan trọng nhé. Mà mọi người biết sao, bởi vì cái này nó bốc lửa nên là mình không quan trọng được cái ở khoảng đó. Đấy, bây giờ cái hôm nãy là mẹ, cái hôm nãy là mình làm lỗi nha. Mọi người đừng có đánh, mọi người đừng có dùng tất sát của con phu hua này trong lúc mà nó đang màu đỏ này, bởi vì trong lúc nó đang màu đỏ nó sẽ giảm tận
50% sát thương mà nó phải nhận, nên là mọi người hạn chế không sử dụng nha. Ok, khi mà nó giơ cái tay lên đó thì mọi người lôi con Rosalia ra, để lúc mà nó đập xuống này thì mình dùng cái này, dùng combo thẻ này đó, đánh nhanh nha, chúng muốn ta muốn điểm cao mà, muốn điểm cao thì phải đánh nhanh. Đấy, mình chỉ đánh được có 600 hơn thôi, 500 mấy đúng không? Nhầm, xin lỗi, mình chỉ đánh được 500 mấy thôi. Nếu mà mọi người full chấn á thì mình sẽ nói luôn là mọi người sẽ đánh được khoảng là 700 đấy. Chán ghê. Đấy, cứ theo nhá. Nếu mà mọi người không kiểu là tay không to lắm á. Đấy, 500 mấy thôi, mình đánh điểm kế mắt. Đấy, thì nếu mà tay mọi người không to lắm thì mọi người có thể lặp lại liên tục nhá. Thì mình xin nhắc lại combo là combo mọi người sẽ dùng trước hết là mọi người thả Rosalia trước, xong mọi người thả cho nó dùng cái chiêu của ủ máu, rồi thả Lightning Queen sử dụng nhanh vũ khí của nó nhé. Cái này mình chỉ nói cho mấy ông cao cao thôi, còn nếu mà mấy ông cấp thường á thì mọi người mấy ông mà cấp dưới á, mấy ông mà dưới 81 đó thì mọi người mình thiên hướng, nếu mà đánh có heavy đồ này thì mọi người mình thiên hướng đội hình khác, là mọi người sẽ dùng đội hình Kasumi, Fuhua và thậm chí là Rosalia nếu mọi người có, hoặc là không, nếu mọi người không có Rosalia thì mọi người có thể cầm con Bronya đó, thì nó sẽ giúp ích cho việc là mọi người dùng được nguyên tố. Bởi vì tại sao kênh của mình đa phần là mấy ông toàn là dưới 80 không thôi, đây là clip mà đánh vực của mình là nó tận 85 lần nên là đánh rất khó, nên là mình không muốn thiên hướng cho mấy ông leo theo mình đâu. Nhưng mà nếu nha mấy ông có đủ đồ và đánh được như thế này này, mình sẽ gì đó, mình chỉ đánh được như thế này thôi. Còn nếu mà mấy ông mà muốn mình đánh ở răng dưới nữa thì mình phải mượn một tài khoản khác. Nó đánh răng dưới thì mình có thể sắp xếp đội hình lại đàng hoàng một chút, mà nói thật bây giờ mấy ông mà mới tạo lại đất á, đồ rất là xịn luôn, xịn sò hơn bọn mình. Và ngày xưa, bởi ngày xưa bọn OB của mình đâu có cái vụ mà sát thương nguyên tố nhiều đâu. Hồi xưa đi mà đi kiếm cả một set nguyên tố lôi á là cũng hiếm, hiếm ông nào mà có cả một full một đội hình mà kháng đánh lôi mà. Mình chỉ muốn chia sẻ thôi. Thì đây là cách mà đánh của mấy ông tay to và cấp cao nhá. Còn mấy ông mà tay bé á, như mình á, thì thôi dẹp đi. Mình đây là mình tập bắt chước mấy ông tay to á, chứ còn mình là tay bé đó, nên là bỏ qua nha. Rồi clip mình xin tạm dừng tại đây, và mình có lẽ thì tối nay mình sẽ làm thêm một clip nữa. Đó. Thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các clip sau. Bye.